Hôm nay bạn Sâu đang thiết kế quả máy bay đây. Đúng Đúng rồi, chuẩn rồi. Bạn Sâu dán toàn bộ tem đây. Ôi giời, giỏi thế nhỉ, con gái của bố. Giỏi quá cơ. Giời ơi, giỏi thế. Rồi. Đây con dán vào chỗ này. Cao đi, cao đi, cao dịch nữa đi. Rồi. Bạn Sâu có 5 tuổi mà nó biết dán cả cái bộ tem của máy bay đấy. Bạn nhìn hình ảnh bạn dán được đấy. Để bằng nhau nhé. Xa xa nó tí nữa không cần nữa. Xít qua đó. Rồi. Quá đẹp, con vuốt vuốt hết đi. Con vuốt tí rồi. Rồi. Rồi, máy bay chuẩn bị chiều nay cho nên thao trường để bay lên bầu trời nha.